Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho nhân vật hoạt hình Kurumi nha. Và trước tiên để tô thì mình sẽ lấy màu trắng để tô toàn thân của Kurumi. Sau khi tô màu trắng xong ở phần mặt này thì mình sẽ tô tiếp xuống phần thân của Kurumi nha. Và sau khi tô xong phần thân thì tiếp theo mình sẽ tô phần mũ của Kurumi. Mình sẽ lấy màu đen để tô nha. Tô màu đen hết toàn bộ phần mũ này. Sau khi mình sẽ tô luôn cả chỗ mắt của đầu lâu này nha. Sau đó là ở cổ này mình cũng sẽ tô màu đen. Và ở đây có phần đuôi của Kurumi mình cũng sẽ tô màu đen. Theo sau khi tô xong thì mình sẽ lấy màu hồng nha. Mình sẽ dùng màu hồng nhạt để tô. Sau khi tô xong đầu lâu với màu hồng thì tiếp theo là mình dùng màu dạ để tô những cái chấm tròn ở dưới đây nha. Tô xong những cái hạt ở mũ thì mình tô hạt ở trên này nữa nha. Hạt này mình sẽ lấy màu đen. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong được bức tranh. À, chưa nha. Còn phần mũi, mũi mình sẽ lấy màu hồng nha. Và như vậy là hoàn thành xong rồi.